tất cả các bạn đã quay trở lại với ST Kids TV. Mùa lễ Halloween sắp đến gần và hôm nay chú Hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một biểu tượng của ngày lễ Halloween. Đó là quả bí ngô các bạn nhé. Để tạo được quả bí ngô, chúng ta cần có hai quả bóng màu cam. Nhưng chú Hề hết màu cam, chú Hề dùng màu đỏ các bạn nhé. Một quả bóng dài màu xanh lá cây và một quả bóng tròn nhỏ. Ở đây chúng ta có thể dùng màu đỏ, màu xanh tùy các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta thổi quả bóng dài màu đỏ này lên và chừa lại khoảng 6 ngón tay. Chúng ta thổi hai quả bóng màu đỏ chừa lại 6 ngón tay các bạn nhé. Quả bóng đỏ đầu tiên chúng ta tạo hai cái khóa, mỗi khóa hai ngón tay. Và chúng ta bóp mềm. Quả bóng màu đỏ thứ hai chúng ta cũng làm tương tự. Hai khóa. Tiếp theo, ta thổi quả bóng tròn màu trắng lên. Vừa tầm thôi các bạn nhé. Đây. Cỡ như thế này là vừa. Ở đây, chúng ta sẽ thấy có một cái tim. Đây là tâm. Mình coi đó là tâm. Mình túm lại như thế này. Và chúng ta sẽ cột này vô cái khóa này. Okay. Ok. Quả bóng thứ hai chúng ta sẽ cột vô đây. Như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cuốn xoắn này và chúng ta xoắn này vô đây. Quả bóng tròn này mục đích là để chúng ta định hình được cái đoạn này, làm cho quả bí ngô của chúng ta sẽ tròn và đẹp hơn các bạn nhé, chứ không có gì hết. Trên này tương tự. Tiếp tục chúng ta vòng lên và cái này vòng xuống cho đến khi hết các bạn nhé. Vòng lên, cái này vòng xuống.
chứ. Chúng ta ngắt bỏ các bạn nhé. Tiếp tục, chúng ta sẽ ngắt bỏ quả bóng tròn trong này đi. Nhưng chúng ta lưu ý là chúng ta không ngắt cho bể mà chúng ta cho xì nhé các bạn nhé. Chúng ta ngắt làm sao ở trong này vẫn còn sợi dây các bạn ạ. Các bạn thấy không ạ? Sau khi chúng ta ngắt xong, chúng ta chuyển hai cái khóa ở đây vô trong lòng này. Bên này cũng chuyển vô trong này. Các bạn theo dõi nhé. Đây, ép rồi. Không sao, vừa bẻ mất một cái khóa. Nhưng không sao các bạn nhé. Đây, chúng ta nhắc rồi. Nhẹ sơ cho nó cân đối, cho nó hơi bầu dục một tí nha. Phần còn lại chúng ta sẽ làm cái cuống của trái bí ngô bằng màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây chúng ta thổi khoảng 1/3 của bóng. Và quan tâm này, chúng ta tập một vòng tròn khoảng 3 ngón tay. Rồi, chúng ta làm 3 vòng tròn tương tự nha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy quả bingo này, chúng ta gắn vô đây, ta gắn vô. Đây, chúng ta bẻ tan tan thì các bạn nhé. Phần dưới chúng ta cứ chuyển hơi lên cho nó sinh động, hoặc chúng ta có thể ngắt nhé. Phần cơ bản đã xong, và để thêm sinh động, chú hề ST có một chiếc nhẫn phát sáng để thay cho ngọn nến các bạn nhé. Đây, cái nhẫn này có thể phát sáng. Chúng ta sẽ bỏ vào trong này. Ok. Và công đoạn cuối cùng, chúng ta sẽ vẽ mặt của quả bingo này các bạn nhé. Cố gắng vẽ thật đẹp cho thật giống nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành quả bingo các bạn nhé. Một biểu tượng của ngày lễ Halloween. Ok. Chú hề làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Và đừng quên nhấn like, share, đăng ký kênh ủng hộ chú hề ST nữa nhé. Xin chân thành cảm ơn. Xin thân ái chào tạm biệt.